chị tự đi kiếm ly mà uống đi. Thì em muốn nhanh đi rồi đến chị. Mắt đông á, chị phải đi tìm ly lâu lắm mà chị đang khát nước nữa. Em không cho đâu nô và nô. Em nhớ nha, chị đi tìm cái này á là em đừng có uống nha. Dạ. Đây. Đây là gió chim to không đầu của chị đó. Bây giờ chị đang nuốt cho đựng súp nha. Trời ơi, gió này to chắc đựng hết nước bình này luôn quá ta. Xong, giờ chị uống này. Chị uống có ngon không chị? Nước thì bình thường nhưng mà đựng trong vỏ ốc hay nó lạ, uống cảm giác nó ngon lắm đó Vinh. Em muốn với chị. Ờ, chị cho em nè. Nhưng mà hồi nãy em không cho chị uống nhưng mà chị cũng cho em. Mốt em có gì cho chị uống nha. Dạ. Mẹ ơi, hai đứa con làm gì lấy vỏ ốc vác vàng của mẹ uống nước vậy? Hồi sáng mẹ rửa sạch, mẹ tính mua mì cay Hàn Quốc về đặng nấu vô trong cái vỏ ốc cho hai đứa con ăn nè. Hả? Nấu mì cay trong vỏ ốc hả mẹ? Con chưa từng ăn luôn á. Con thấy hơi ngon ngon rồi nha. Đúng rồi, mẹ sẽ nấu mì cay trong vỏ ốc vác vàng này. Hôm nay á là mẹ con mình ăn mì cay trong cái tô với lại trong nồi gì nó là quá bình thường rồi. Hôm nay mẹ nấu trong đây có điều độc lạ cho nó ngon hơn không nha. Dạ. Thôi bây giờ mấy đứa chuẩn bị với mẹ nấu mì cay trong vỏ ốc nha. Dạ. One hour later. Rồi hôm nay mẹ sẽ nấu mì cay Hàn Quốc cho mấy đứa ăn nha. Dạ. Hai đứa xé mì bỏ vô trong vỏ ốc vác vàng đi con. Dạ. Trời ơi, con thấy có vẻ hấp dẫn rồi đó nghe. Từ từ đi Nguyễn Khích, giờ mẹ bắt mẹ bếp lên. Mì gì mà bự dữ gì mẹ? Ừ, đây là mì Sam Giang Hàn Quốc đó con. Dạ. Mì này hơi cay đó nha. Vinh mẹ ăn được không? Được. Nếu Vinh ăn cay không được, để cho ăn nha Vinh. Dạ. Rồi đưa chị Giang bỏ vô trong vỏ ốc đó con. Kẻ ra ra. Tại lát nữa mình bỏ tôm với bạch tuộc vô với lại nắm chân châm vô nó đầy luôn. Cái này mới cay nè, nó sốt cay. Cái sao biết không, hồi nãy mẹ tính mua hai gói rồi mẹ nghĩ lại con ốc này chắc chứa đủ một gói à. Tại vì con ốc này nó gói mì này nó bự quá. Bự quá thì bự. Rồi xong. 5 minutes later. Rồi nước sôi rồi, bây giờ mẹ bỏ gói mực liêm vô mẹ nấu luôn nha. Dạ. Cho nó thấm vô mực với lại bạch tuộc với nắm chân châm cho ngon. Ừ, nó đỏ kìa. Ôi. Đau lắm. Chưa hết sạch rồi các bạn ơi. Rồi, tôm vô. Wow. Mình muốn tôm với lại bạch tuộc cho nó thấm màu lên cho đẹp ha. Con nghĩ cái này là nồi mì súp cay khủng lồ. Nóng chim chăm chút xíu nữa, màu chín mắt chút xíu bỏ vô. A few moments later. Rồi, bạch tuộc với lại tôm mì chín rồi. Bây giờ mẹ sẽ bỏ nắm chim chăm vô nha. Dạ. Nắm chim chăm này nó chín rất là mau. Rồi, xong. Rồi, tới mẹ chế nước cho mì nha. Cái này nóng lắm, tụi con xích ra đi. Để mẹ làm xong rồi lại ăn nha. Dạ. Cái này á, là do mình con ốc hơi nghiêng nên mình để tìm hai cái muỗng nha các bạn. Rồi, sẽ chế nước vô cho mì chín trước. Lần đầu tiên ba mẹ con mình làm cái món mà mì cay trong cái vỏ ốc vác vàng này nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ vớt cái lên nữa. Nhìn cái hấp dĩa hấp dẫn quá mà không biết sao sao đây. A few moments later. Rồi nãy giờ cũng 10 phút rồi, mì chín rồi. Bây giờ tụi con chia chén ra đi. Mình gắp mì ra cho ăn nha. Đó, giờ mẹ đang tắt vô. Nắm kim châm này ha, nó ngọt giòn lắm các bạn. Để mày gắp mực ra, mày cắt ra cho mấy đứa ăn nha. Dạ, ăn thử cầm mì. Rồi, con thử đi. Mì đây. À, để mày lấy mì ra cho mấy đứa ăn. Đó. Rồi, tụi con gắp ăn đi. Thôi, mì Hàn Quốc này nó cay quá nha mẹ. Các mì Hàn Quốc đều cay hết luôn á con. Dạ. Cay nhưng mà nó cái nước ngọt của hải sản ra nó ngon không con? Dạ. Nấm kim châm với mì ngon quá. Nhìn tụi con ăn nấm kim châm thấy cũng thèm nữa. Mà các bạn cùng ăn với ba mẹ con mình nha. Ngon các bạn ơi. Rất là giòn. Nó cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, ngon quá. Thưởng thức miếng nước ha. Cay, tuy mặc dù cay nhưng mà nước nó ra nó rất là ngọt, rất là đậm đà các bạn. Rồi để mẹ thưởng thức miếng mì Hàn Quốc nha. Sợi mì nó dai dai trơn trơn mềm mềm các bạn. Cái này mình tưởng tượng giống như là những sợi mì mà khoai tây omachi Hàn Quốc nữa các bạn. Rất là ngon. Mẹ
tưởng đâu cay dữ mà cũng cay vừa phải hả cha. Dạ. Nước rất là đậm đà các bạn ơi. Rồi bây giờ mẹ cắt cắt bạch tuộc ra cho mấy đứa ăn nha. Dạ. Con chấm với lại muối tiêu chanh đi. Đó. Mình mua con bạch tuộc nó vừa phải vậy ăn nó thịt nó ngọt hơn nha các bạn. Hai đứa con của mình thì thích ăn mì với nấm kim châm. Hai đứa con ăn mì với nấm kim châm no đi nha. Lát cái dĩa bạch tuộc với lại tôm này mẹ ăn nha. Chứ con lo gấp mì không à. Rồi. Ăn ăn bạch tuộc này chị ơi. Bạch tuộc này nha. Chấm vô đây nè con. Lần đầu tiên mình làm mì cay Hàn Quốc trong cái ốc giác vàng này con mình có vẻ như ăn rất là ngon các bạn. Chắc mình nghĩ chắc nó nhìn nó độc đáo là lạ nên nó góp phần cho mì cay mình thêm phần hấp dẫn ngon hơn các bạn. Ngon ha. Bạch tuộc nó dai dai mềm mềm. Đúng rồi. Nó dai mềm mềm, thịt nó rất là ngọt các bạn. Mẹ chưa ăn hết trơn nhưng mà tụi con ăn gần hết rồi. Dạ con thấy ngon quá mà. Đúng là nấu một gói trong đây với ba mẹ con mình ăn không đủ các bạn ơi, thôi mình nhường cho hai đứa con mình ăn luôn. Ê chị. Rồi tụi con lọc đi, mẹ lọc thêm đi hai đứa ăn nha. Ngon tụi con. Dạ ngon. Cái này ngon quá mà mẹ nấu nữa cho con nha mẹ. Mai mẹ nấu cho hai đứa con ăn nữa hen. Dạ. Công nhận mì giống trong giờ ốc này ngon quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn. Nước ngon quá con hấp nguyên con ốc luôn. Dinh thức luôn nguyên con nước trong nguyên con ốc luôn kìa Trang. Trời ơi. Mình nấu mì cay mà Trang với Vinh ăn húp sạch nước luôn các bạn. Có lẽ chắc mình nấu trong cái này thấy nó độc lạ nên Trang với Vinh thấy ngon hơn các bạn ơi. Ngon video của ba mẹ con mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy cho một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.